quý khán giả đang đến với buổi trải nghiệm cuối tuần ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả sẽ cùng Như Ngọc tham quan các loại hoa độc đáo tại Gió Sông Farm như là hoa túi điệp, hoa cải vàng, hoa cánh bướm và thạch thảo tím. Chào em. Chào chị Ngọc. Khi mà chị đến Gió Sông Farm á, thì chị cảm thấy rất là ấn tượng với các loại hoa tại đây nha em. Hiện tại farm của em á, đang trồng hoa. Chị đang thấy là hoa này em giới thiệu chị là hoa túi điệp nha. Thì em đang làm cái thao tác là em ngắt trái của hồng ri nè. Để cho ít nó không có nuôi trái nên nó sẽ bền hoa hơn. Đặc trưng của hoa này á, là em lấy cái nguồn gốc từ Đà Lạt về. Vì sao mà Gió Sông Farm lại nhập các loại hoa từ Đà Lạt về ha em? Thì mình ở đây là mình miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ. Thì khi mà những loại hoa khác á, là em mong muốn của farm và của team á, là để có những cái loại hoa mới lạ từ những vùng miền xa về, thì khách không cần phải đi đến những vùng đất xa xôi đó. Ở riêng Cần Thơ mình cũng đã trồng được những loại hoa này, khách chỉ nên cần đến farm mình thôi là đã chụp được những cái tấm ảnh đẹp về đặc trưng của loài hoa này rồi. Đây chị Ngọc, em giới thiệu chị một loài hoa của farm đó ha. Đây là loài hoa thảo tím, thì cánh kép. Thì đây cũng là một loài hoa mà cũng gần đây em đem về farm để canh tác và trồng. Thì lúc trước trồng cũng ít, nhưng mà sau này thì thấy nó thích nghi được với miền Tây mình, thì mới đầu mới nhân rộng mô hình này ra. Khi du khách đến đây thì sẽ có giá vé là bao nhiêu em ha? Dạ, hiện tại giá vé bên em thu vé cổng á, là người lớn là 40.000, chị em là 30. Thì khi mà đến đây thì du khách có đến đối với giá vé này, du khách phải trải nghiệm tất cả dịch vụ. Lúc trước là muốn xem hoa đẹp là phải đi Đà Lạt, nhưng mà bây giờ ở Cần Thơ cũng có nhiều loài hoa đẹp mà giá cả cũng phải chăng, mua vé vô tham quan là có thể chụp hình được những cảnh đẹp. À Luân ơi, chị thấy vườn hoa cánh bướm ở đây đang khoe sắc rất là rực rỡ nè em. Thì tới khoảng 10 ngày nữa là hoa nó sẽ rộ. Vậy diện tích trồng hoa của mình là bao nhiêu hả em? Tổng diện tích chuyên trồng hoa ở đây 6-7.000 m². Chị thấy ở Gió Sông Farm nắm bắt cái xu hướng của giới trẻ hiện nay rất là thích check-in với các vườn hoa như thế này. Chị Ngọc, em bật mí thêm xíu nha. Thì dịp lễ này 30/4/5 á, thì bên em sẽ có chuẩn bị một số loại hoa khác. Ví dụ như là một số loại hoa đặc biệt miền Tây mình hầu như là cũng ít ai trồng, hoặc một số loại cũng chưa ai trồng. Đó là tam giác mạch, hoa cải vàng, cải trắng. Thì đó là một loài hoa đặc biệt dịp lễ này em phục vụ cho du khách. Thưa quý vị, với các loại hoa độc đáo như thế này, Gió Sông Farm mở cửa đón khách tham quan đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với hoa từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ các ngày trong tuần.